với chủ đề Năm Thanh niên tình nguyện và phương châm huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở. Năm 2014 được xem như bước chuyển mình quan trọng để Tuổi Trẻ thành phố Cần Thơ ghi dấu ấn mới về các phong trào tình nguyện, nhất là những công trình được thực hiện từ mồ hôi và nhiệt huyết của đoàn viên thanh niên. Những ngày cuối tháng 8 năm 2014, khoảng 100 chiến sĩ tình nguyện thuộc cụm thi đua 3 thành đoàn cùng với cán bộ đoàn viên thanh niên của xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Thạnh đã có những ngày tình nguyện hè tuy vất vả nhưng ý nghĩa, khi họ đã chung vai sát cánh cùng nhau góp trí tuệ, sức lực của mình giúp bà con làm cầu, làm đường giao thông, xây dựng nông thôn mới. Cũng như 100 chiến sĩ tình nguyện của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghệ Cần Thơ trong 10 ngày tham gia chiến dịch tình nguyện ở xã Thới Đông, huyện Cờ Đỏ. Ngoài việc mở lớp dạy tin học cho 30 cán bộ công chức của xã, các bạn trẻ còn cùng chính quyền nhân dân địa phương xây dựng các công trình cho xã nông thôn mới. Hơn 115 chiến sĩ tình nguyện hè của Trường Đại học Cần Thơ đã có những ngày hè vất vả nhưng ý nghĩa ở ấp Sẻo Trăm, xã Hòa An, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, khi họ vận dụng những kiến thức đã học giúp bà con lắp đặt ủ bioga, làm cầu, làm đường giao thông, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn. Hay những mô hình mới, cách làm mới mang tính đột phá trên nhiều lĩnh vực cũng được đoàn viên thanh niên thực hiện có hiệu quả. Nổi bật như công trình 10.000 cây chuối hàng hóa của quận đoàn Cái Răng tại các khu đất trống. Đất đang trong giai đoạn quy hoạch, đem lại nhiều lợi ích vừa tiết kiệm nguồn tài nguyên đất, phát triển cây xanh, bảo vệ môi trường, vừa tạo hiệu quả kinh tế và nguồn quỹ thanh niên để phục vụ an sinh xã hội. Đó là công trình thay 2.500 bóng đèn tiết kiệm điện cho bà con nhân dân nghèo ở xã Thới Tân, huyện Thới Lai của các bạn trẻ công ty điện lực thành phố Cần Thơ. Là mô hình nhận phụng dưỡng suốt đời 8 mẹ Việt Nam anh hùng, kết hợp chăm sóc sức khỏe, phát thuốc miễn phí trực tiếp hàng tháng tại nhà cho các mẹ của quận đoàn Bình Thủy. Là cuộc thi Olympic tiếng Anh lần đầu tiên được tổ chức dành cho sinh viên các trường đại học cao đẳng của thành phố do đoàn Trường Đại học Cần Thơ đăng cai tổ chức. Là chuyến đi thực tế vượt hàng trăm hải lý đến với các chiến sĩ tiểu đoàn 556 Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đang đóng tại huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang của Tuổi Trẻ Đoàn Khối Dân Chính Đảng Cần Thơ. Qua cuộc hành quân có tên gọi Hành quân xanh với chiến sĩ Hải quân năm 2014. Và còn rất nhiều những giọt mồ hôi đã đổ, những con đường, cây cầu mới, những công trình ý nghĩa đã hình thành, ngọn lửa tình nguyện được tiếp nối trong nhiệt huyết của các bạn thanh niên đang khát khao cống hiến vì sự phát triển của đất nước Việt Nam thân yêu. Cũng từ đây, nhiều bạn trẻ đã trưởng thành và được đứng vào hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam. Tự hào về những thành quả đạt được, nhưng Tuổi Trẻ thành phố vẫn không hài lòng với chính mình mà không ngừng nỗ lực tìm hướng đi mới, sâu hơn, hiệu quả hơn nhằm thu hút ngày càng đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia, đưa phong trào thanh niên tình nguyện lên một tầm cao mới. Bởi vì đòi hỏi của đất nước, của thành phố đang đặt ra nhiều vấn đề cần đến sự góp sức, dấn thân của tuổi trẻ. Trải qua biết bao thế hệ cán bộ đoàn, các đồng chí đã góp phần không nhỏ trong việc bồi đắp lý tưởng thanh niên để tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức đoàn. Từ năm 2011, Thành đoàn Cần Thơ, tỉnh đoàn Hậu Giang và Sóc Trăng đã luân phiên tổ chức họp mặt cán bộ đoàn qua các thời kỳ nhằm để các thế hệ cán bộ đoàn đi trước gặp gỡ, giao lưu, ôn lại kỷ niệm một thời tuổi trẻ sôi nổi. Qua đó, để thế hệ cán bộ đoàn hôm nay được lắng nghe và tiếp thu kinh nghiệm của những cán bộ đoàn đi trước, làm hành trang trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Và đến hẹn lại lên, trong những ngày tháng 3 đầy ý nghĩa này, tỉnh đoàn Sóc Trăng tổ chức họp mặt cán bộ đoàn 3 tỉnh Hậu Giang, Sóc Trăng và tỉnh Cần Thơ cũ để ghi nhận những đóng góp của các thế hệ cán bộ đoàn. Chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ, những gửi gắm của các đồng chí cựu cán bộ đoàn. Trong cái cuộc họp mặt này thì cô thấy rằng là nó có ý nghĩa rất là quan trọng và rất cần thiết. Cái trong đó thì tổ chức tạo điều kiện cho cán bộ đoàn ở 3 tỉnh gặp gỡ lẫn nhau, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm và cũng trao đổi những vấn đề mà chỉ đạo cho phong trào đoàn và thanh niên trong thời gian tới. Và thứ hai nữa cũng là cơ hội để giúp cho cán bộ đoàn ở 3 tỉnh có những suy nghĩ thêm về cái việc làm của mình vừa qua, cái nào được, cái nào chưa được của tỉnh bạn, để mình rút kinh nghiệm rồi thời gian tới đó, mình sẽ phấn đấu vươn lên bằng hoặc hơn tỉnh bạn qua những năm sắp tới. Thì với tư cách là cán bộ đoàn đi trước, cô cũng mong rằng làm sao đoàn chúng ta phát huy truyền thống cách mạng của mình,
để đưa phong trào thanh niên ngày càng tốt hơn, mà nhất là cái rèn luyện đạo đức, phẩm chất cách mạng và đi tiên phong trong các lĩnh vực với cái phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, và đặc biệt là khi đảng cần thì thanh niên phải đáp lời. Đối với đoàn thanh niên của thành phố Cần Thơ cũng như của tỉnh bạn Sóc Trăng, Hậu Giang thì tôi nghĩ rằng là cần phải có một cái quan tâm thêm về xây dựng các mô hình ở trên tất cả các lĩnh vực và nghiên cứu các phương thức hoạt động để tập hợp thanh niên. Và những cái mô hình, những phương thức tập hợp thanh niên này đều phải lưu ý là gắn với cái sự chăm lo về cái lợi ích vật chất hoặc là tinh thần. Tôi thì rất mong muốn thanh niên là nói chung là không ngừng phát triển, và thật sự thanh niên của chúng ta cũng không ngừng phát triển để đảm bảo về cái việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng ta đó ngày càng là hạnh phúc ấm no, và nói chung là sánh vai với các cái cường quốc, kể cả khu vực và kể cả thế giới. Thanh niên chúng ta làm được, nhưng mà phải cần có cái lý tưởng, cần phải có quyết tâm, và mọi người đó là cần phải có một cái chung sức chung lòng. Mừng 84 năm thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, mừng sự sum họp của các cô chú cán bộ đoàn, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ nguyện phát huy truyền thống vẻ vang của đoàn, ra sức cống hiến cho sự nghiệp cách mạng, xả thân vì độc lập tự do của Tổ quốc, tình nguyện chung sức xây dựng quê hương ngày càng văn minh hiện đại.